Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ngô Trà My, học sinh lớp 4E, trường tiểu học Hồng Thái. Hàng ngày, ngoài thời gian ở trường và những lúc rảnh rỗi, mình rất thích đọc sách. Và các giờ ra chơi thì mình thường xuống phòng thư viện của nhà trường để mua các cuốn sách về đọc. Trong thư viện có rất nhiều các cuốn sách, mang đến cho mình rất nhiều điều bổ ích và lý thú. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách Marie Curie là ai? Cuốn sách kể về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu khoa học mà bà đã đạt được. Bà là người phụ nữ đầu tiên đạt giải thưởng Nobel, người đầu tiên đạt hai giải thưởng Nobel và là người duy nhất giành giải thưởng ở cả hai lĩnh vực khoa học. Bà được suy tôn là nhà nữ bác học xuất sắc nhất thế giới. Bà đã dành toàn bộ tâm trí, nhiệt tình và sinh mệnh của mình để cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Bà là tác giả của một tuyên ngôn nổi tiếng: trong khoa học, điều quan trọng là phát minh ra cái gì, chứ không phải là nhà nghiên cứu. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thêm cho mình về những kiến thức khoa học, các nguyên tố hóa học, phóng xạ là gì. Cuốn sách như một cuốn phim quay ngược về quá khứ, về thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của bà Marie Curie. Mình rất thích câu nói của bà: hãy bớt tò mò về người khác mà hãy tò mò thêm về các ý tưởng. Qua cuốn sách này, mình học tập được sự chăm chỉ, nỗ lực học tập, yêu thích và say mê với nghiên cứu của bà. Sau đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe một đoạn mà mình rất thích trong cuốn sách này. Cho tới ngày nay, Marie vẫn là người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới khoa học. Nhiều công trình kiến trúc mang tên bà, có hai bảo tàng tôn vinh cuộc đời và những công hiến của Marie. Hình ảnh bà được in trên tiền Pháp và Ba Lan. Năm 1995, Pháp quyết định khai quật cho cốt của Marie và Pierre để di dời vào Điện Bastille. Điện Bastille là nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật danh tiếng nhất nước Pháp. Tổng thống Pháp đã đến dự nghi lễ lớn này. Sau cùng, việc Marie Curie là phụ nữ không phải là vấn đề. Bà đã nhận được sự tôn trọng và danh dự xứng đáng. Nghiên cứu của bà đã thay đổi thế giới và tên bà sẽ sống mãi với thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của mình.